Xin chào các bác. Các bác đang xem video được phát trên kênh Tuấn HD Xe Đạp Thể Thao. Hôm nay là ngày 13 tháng 2 năm 2023. Em mới về được một chiếc xe tay cong mang thương hiệu là Wilier, một thương hiệu rất nổi tiếng của Italia. Chiếc Wilier thì đã ra đời cách đây hơn 100 năm rồi. Một thương hiệu rất là lâu đời. Chiếc xe hôm nay giới thiệu đến các bác là một chiếc GTR. GTR chính hãng các bác nhá. Xe thì được trang bị khung càng carbon. Và màu sắc trên xe là màu xám, ghi xám phối với màu trắng. Dòng chữ Wilier tên thương hiệu thì được sử dụng màu là màu đỏ cam. Đỏ cam, màu rất là đẹp luôn. GTR. Chiếc xe thì sử dụng được trang bị bộ group Ultegra 6800 gồm 2 đĩa và 11 líp. Xe thì sử dụng cặp bánh Campagnolo Campsin. Các bác nghe cái tiếng cối của Campagnolo thì nó sẽ không lẫn vào đâu được. Cối nghe cực kỳ hay luôn. Đó. Bánh chạy bạc đạn các bác nhé. Chạy bạc đạn và cối nổ rất là hay. Sau đây em sẽ đi vào chi tiết chiếc xe. Đầu tiên em sẽ đo cái size. Size của xe có gióng ngang là 52. Và gióng đứng của xe em sẽ đo tới khóa gốc yên là 53. Với cái size này thì các bác có chiều cao từ 1m65 cho tới 1m75 đi là ok các bác nhá. Chiếc xe là xe chính hãng và được mua tại thị trường Nhật về. Có giấy tờ mua bán đi kèm luôn các bác nhá. Giấy tờ mua bán tên của em luôn. Đây là tên xe, tên đời GTR và số khung. Số khung của xe thì sẽ được dán ở dưới gầm. Đây ạ. Size 53 các bác nhá. Size M, size 53. 53 là người ta đo cái gióng đứng của xe. Và đây là cái số khung được dán ở dưới gầm đây. Nó hoàn toàn trùng khớp với trên giấy tờ các bác nhá. Đảm bảo với các bác là một chiếc xe chính hãng, cam kết nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo hành vĩnh viễn. Nếu có bất cứ phát hiện nào mà phát hiện được chiếc xe này là xe không phải xe chính hãng thì em sẽ hoàn tiền 100% cho các bác. Các bác yên tâm một điều như vậy các bác nhé. Tất cả hãng em bán ra đều là hàng chính hãng, em không bán hàng fake. Sau đây em sẽ đi vào chi tiết chiếc Wilier GTR cho các bác cùng tham khảo. Và em cũng báo giá luôn ở đầu video, chiếc xe hiện đang được bán với cái tầm giá là trên 30 triệu một chút. Trên 30 triệu một chút thôi các bác nhé. Một chiếc xe carbon chạy cặp bánh Campagnolo Campsin và chạy group Shimano Ultegra 6800 11 líp. Em sẽ đi vào phần tay phanh tay lắc ở bên phải của xe. Từ đời Ultegra trở lên thì là tay phanh tay lắc đã sử dụng vật liệu là carbon các bác nhé. Tay phanh carbon luôn. Ultegra 6800. Đây là phần cao su rất là mới. Shimano 6800 Japan các bác nhé. Phần dây quấn của xe thì vẫn còn mới nguyên, không xước sát gì. Xe sử dụng ghi đông pô tăng nhôm và cũng là ghi đông pô tăng của Wilier luôn. In luôn tên thương hiệu ở trên ghi đông và pô tăng. Đó. Đồng bộ.
Đây là phần tay bên trái của xe. Tay phanh tay lắc cũng là của Ultegra, tay carbon. Đó. Phần đầu xe thì có logo thương hiệu của Whittier được sơn trực tiếp trên khung các bác nhá. Màu rất là đẹp. Em rất ấn tượng bởi cái màu sơn của Whittier này. Hãng Whittier được thành lập năm 1906. Tới bây giờ là năm 2023 thì là cũng gần được 120 năm. Gần 120 năm cái thương hiệu này ra đời rồi. Đây là cụm phanh trước của xe. Cụm phanh chính hãng của Shimano Ultegra 6008. Rất là mới, không một vết xước các bác nhá. Đó, không một vết xước. Đó. Cụm phanh 6008 của Japan. Có nhìn rõ. Và đây là phần càng trước phía bên phải của xe, càng carbon. Càng thì được phối màu sơn trắng, màu ghi xám và dòng chữ Whittier. Em sẽ quay phần càng bên trái của xe. Rất là mới các bác nhé. Sẽ quay thật chậm để cho các bác cùng quan sát. Cặp bánh của xe. Đây là bánh phía trước. Bánh Campagnolo Khamsin. Cặp bánh còn rất là mới. Đi kèm theo bánh cũng là ti bật của Campagnolo các bác nhá. Bánh thì được chạy sử dụng bạc đạn. Và lốp phía trước của xe là lốp Continental. Lốp Continental. Lốp thì còn khá là mới. Đó. Lốp còn khá là mới các bác nhá. Dòng Continental thì lốp rất là mềm. Đi rất là sướng. Lốp được sản xuất tại Đức. Made in Germany. Lốp 700 nhân 23C các bác nhá. Lốp 700 nhân 23. Sau đây em sẽ đi vào cái phần khung xe. Điện thoại nó cứ bị ao nét các bác ạ, các bác thông cảm. Đây là phần gióng ngang. Gióng ngang của xe nước sơn, các bác nhìn nước sơn nó rất bóng và đẹp luôn. Cực kỳ đẹp. Đó. Nước sơn rất là bóng. Hai mô đun carbon. Khung xe được sử dụng cái vật liệu là carbon cường độ cao, chuyên dùng cho những cái dòng xe đua chuyên nghiệp. Và cái đời xe GTR thì cũng được in full trực tiếp lên cái phần khung của xe. Trên đỉnh của khung thì là có cái logo của Whittier. Xe thì dây được đi âm hết ở trong khung các bác nhá. Dây phanh phía sau đi âm trong khung này. Và tất cả những cái dây đề cũng đi âm ở trong khung. Đây là cái phần hộp tích hợp cáp. Trong này là có một cái hộp tích hợp cáp được thiết kế ở vị trí này. Một thiết kế rất hay của Whittier. Đây là phần khung chéo. Dòng chữ Whittier được sơn trực tiếp ở trên khung. Màu rất là đẹp. Đây là cây đứng. Những video của em thì em sẽ quay ở ngoài trời các bác nhé. Sẽ quay ở ngoài trời đảm bảo để cho cái màu sắc
cái màu sắc mà các bác nhìn thấy ở trên điện thoại hoặc là trên TV máy tính, nó sẽ giống cái màu sắc thực tế nhất khi mà các bác nhận hàng. Em rất ít khi quay ở trong nhà, bởi vì trong nhà khi mà bật điện lên, đèn nó chiếu vào thì nó hầu như là các bác không bao giờ các bác nhìn thấy những vết xước. Nhưng mà khi mà quay ngoài trời ấy, thì em cố gắng là quay những cái chỗ xước, chỗ xấu để cho các bác ở xa không đi quyện đến trực tiếp, thì các bác có thể dễ dàng mua hàng online bình thường các bác nhá. Các bác nào không đến trực tiếp được thì em sẽ cố gắng quay thật chi tiết, và cái màu sắc cũng như là những cái điểm xấu trên xe nó phải rõ ràng nhất, để cho các bác khi mà mua xe về, các bác nhận hàng thì đảm bảo nó phải là đúng theo cái mô tả mà em đã nói các bác nhá. Không quay trong nhà, bởi vì trong nhà khi bật điện lên nó lóa nên những cái vết xước, vết sát nhiều lúc các bác không nhìn thấy. Khi mà nhận xe về các bác lại bảo là tại sao tôi xem ở trên TV nó mới như thế mà khi tôi nhận hàng thì nó lại không đúng như vậy. Em luôn trung thực và luôn khách quan trong cái việc mà quay review để cho các bác có một cái cách nhìn trực quan nhất. Cọng yên của xe cũng là cọng yên của video các bác nhá, cọng yên của video được sản xuất bởi hãng FSA. Đấy, FSA sản xuất riêng cho video theo đơn đặt hàng. Và đây là yên fabric. Yên fabric, yên rất là mới và thiết kế theo cái hình thái khí động học. Khí động học, yên thiết kế theo cái kiểu đời mới các bác nhá. Kiểu là nó sẽ không bị cản, bị gió đấy các bạn. Theo cái hình thái khí động học. Và xung quanh yên thì sẽ không có một vết xước sát gì. Yên rất là mới. Em sẽ đi vào cái phần phía sau. Đây là cụm phanh sau của xe, là cụm phanh Shimano Ultegra 6800. Cái này thì cũng là made in Japan rồi các bác nhé. Lát này sẽ đi sang bên kia em quay cho rõ. Đây là phần càng sau. Càng sau thì nó có một cái số cái vết xước sát do cái quá trình vận chuyển về Việt Nam các bác nhé. Không thể tránh khỏi những cái vết xước này rồi. Nhưng mà giữ xước này là những vết xước rất là nhỏ thôi. Vết xước rất là nhỏ. Em quay sát, thật kỹ thì các bác mới thấy. Còn nếu mà ở xa thì rất khó để nhận ra các bác nhé. Đó. Bánh sau của xe cũng là bánh đồng bộ của Campagnolo Khamsin. Bánh Campa thì các bác nhìn có thể nhận ra ngay. Bởi vì là cái bánh sau thường người ta thiết kế là thiết kế 3K1 gần nhau. Đó, 3K1 gần nhau, nhìn rất là thể thao. Và sử dụng lốp cũng là lốp Continental của Đức các bác nhé. Lốp Continental của Đức. Đây. Made in Germany. Và lốp sau cũng là lốp 700 nhân với 23C. Điện thoại em nó quay nên thỉnh thoảng nó hơi bị áo nét, các bác hết sức thông cảm các bác nhá. Em sẽ cố gắng quay chi tiết cho các bác cùng ngắm. Và bánh sau thì sử dụng bạc đạn và cối nổ các bác nhá. Cối của Campagnolo thì nổ rất là hay, rất là êm ấm. Đó. Rất là hay các bác ạ. Bây giờ em sẽ đi vào cái phần bộ chuyển động của xe. Đây là phần đùi bên phải của xe, là đùi chính hãng của Shimano. Đĩa là đĩa 50-34 các bác nhé. Đĩa lớn 50, đĩa nhỏ 34. 11S, tức là sử dụng cho 11 lít phía sau. Và đây là phần gạt đĩa. Phần sang đĩa cũng là sang đĩa của Shimano Ultegra 6800 đồng bộ. Và xích cũng là xích của Shimano 6800 các bác nhá. Sẽ quay lấy nét để quay cho các bác. Đó. Xích của Shimano 6800. Phần cùi đề sau Ultegra 6800
đồng bộ. Và phần líp là 11 tầng líp. Líp thì còn rất là mới. Và cũng là líp của 6.800 các bác nhá, Japan. Made in Japan. Integra 6800. Đó. Đây là phần càng sau phía dưới có dòng chữ Willio. Một thương hiệu rất nổi tiếng của Italia. Em đã quay khá chi tiết cái phần bên mặt bên phải của xe. Và sau đây em sẽ quay phần bên trái. Đây là phần khung. Gióng ngang. Đây là dây phanh phía sau các bác nhá. Nó sẽ đi từ đây. Tới đây. Carbon mô đun cường độ cao. Rất là xịn sò của dòng Willio. Đây là mặt yên phía bên trái của xe. Rất là mới, không một vết xước các bạn ạ. Đây là phần khung chéo phía bên trái. Quay rất thực tế các bác nhá. Các bác nhìn tay em. Nhìn tay em nó vẫn còn bẩn đây này. Đấy, các bác có thể nhìn vết bẩn ở trên tay. Và các bác có thể so sánh với cả trên cái phần trên khung này. Đấy, xe rất là mới, không xước sát gì. Rất là đẹp luôn. Đây là phần đùi trái của xe. Đùi của Shimano chính hãng. Xe rất là mới, rất là đẹp. Màu sơn rất là bóng. Sẽ quay thật chậm, thật chi tiết cho các bác ngắm. Ti bật của bánh sau cũng là ti của Campagnolo các bác nhá. Đấy, nó đồng bộ từ cái phần ti bật của cặp bánh này. Không lai tạp. Đây là phần càng sau phía trên. Đó, càng rất là mới. Các bác có thể nhìn thấy phần phía sau cũng nổi bật cái dòng chữ Goodyear thương hiệu ở phía sau của càng. Cụm phanh Shimano Integra 6800. Đây em bên này em sẽ quay rõ cho các bác. Đó. Phanh 6800 của Japan. Vừa rồi thì em đã quay chi tiết chiếc xe Goodyear, một thương hiệu rất nổi tiếng của Italia. Xe thì được phối màu sơn rất là đẹp. Đợt tháng trước thì em có một chiếc Willer cũng tương tự như này, nhưng mà nó sử dụng cặp bánh của Shimano. Còn hôm nay chiếc Willer này về thì nó lại được hơn một cái là sử dụng cặp bánh rất nổi tiếng của Ý, là cặp bánh Campagnolo Khamsin. Bánh sử dụng bạc đạn cối nổ rất hay các bác nhá. Và cái mức giá cho chiếc xe này là trên 30 triệu đồng một chút thôi. Mức giá quá hợp lý cho các bác có thể sở hữu chiếc Willer. Và bác nào mà quan tâm đến chiếc xe này thì có thể alo cho em qua số điện thoại trên màn hình. Số điện thoại của em là 0888 391 992. Em có địa chỉ tại Chí Linh, Hải Dương. Các bác mà có điều kiện đến trực tiếp thì có thể đến tận nơi để cùng ngắm và trải nghiệm chiếc xe. Còn các bác ở xa thì có thể thông qua video, em cũng quay rất là chi tiết cho các bác rồi. Hoặc là bác nào mà có thắc mắc vấn đề gì thì các bác có thể kết bạn Zalo với em. Số điện thoại này có Zalo các bác nhé. Các bác kết bạn Zalo, em sẽ gửi hình ảnh chi tiết và giải đáp mọi thắc mắc của các bác về chiếc xe Willer này. Những bác ở xa thì em vẫn giao hàng, ship hàng toàn quốc các bác nhé. Các bác kiểm tra hàng ok rồi các bác mới phải thanh toán. Video của em thì cũng khá là dài rồi. Em xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Và hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau. Xin chào các bác.